Sáng nay mình phải di chuyển thật sớm để giao con ô tô cho người may mắn lùm được khi mua chuột lơ cá. Bây giờ thì từ tay mình sẽ lái con xe này vào tận Hà Tĩnh luôn. Để đổ dầu cho cái xe này luôn nó mới đi được. Chị ơi đây mình. Quãng đường di chuyển từ nhà mình đến Hương Binh, Hương Khê, Hà Tĩnh là 180 cây. Trên đường đi giao xe thì bọn mình đã đi qua những điểm bị ngập lụt rất là nặng. Ngập băng luôn. Ở đây đường mà họ đang đánh lưới ở trên đường luôn các bác. Mình quyết định đi giao xe trước để kịp tiến độ. Rồi lúc đó mới quay về liên hệ chính quyền địa phương để hỗ trợ bà con bị ngập lụt, vì hiện tại nước cao quá mình cũng không thể quá được. Nói thật mấy con gì nói là lừa rồi, bị lừa rồi. Hết là dư dính rồi, hết cảm xúc của gì nè. Vừa rún vừa sợ, vừa mừng vừa lo. Rồi. Vừa hoàn thành nhiệm vụ giao xe thì cả team ngay lập tức qua điểm bị ngập lụt để kịp thời động viên hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại lớn. Hỗ trợ thăm hỏi 10 triệu đồng mỗi gia đình từ quỹ thiện nguyện lơ cá. Số tiền không quá lớn nhưng mà đây là tấm lòng của toàn thể anh em cần thủ. Trích ra từ tiền bản chuột và tiền donate của anh em cần thủ cả nước. Hiện tại quỹ vẫn đang còn hơn 100 triệu. Và trên hành trình của team thì số tiền này sẽ được trao đúng người và ý nghĩa nhất có thể. Anh em cần thủ, Mai Đỉnh.